Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 9 Phép trừ phân số, trang 31, 32, 33, 34, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 2. Các em nhớ đây là sách tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà đã sẵn sàng, nhớ là chúng ta có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Đó, bài của chúng ta đây. Vậy thì trong cái bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái khái niệm liên quan. Thứ nhất là về số đối nè, được chưa? Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu số đối là gì. Thực ra trong phần số nguyên thì các em đã biết số đối rồi, đúng không? Tuy nhiên đây là phân số thì sẽ số đối như thế nào? Chúng ta sẽ làm hỏi chấm 1, làm phép tính cộng. Đó, chúng ta sẽ tiến hành hỏi chấm 1 nha. 3/5 cộng với trừ 3/5. Đó, vậy thì ở đây các em thấy này, đây là cộng hai phân số có cùng gì, cùng mẫu thôi, thì chúng ta sẽ bằng tử cộng với tử, đúng không? 3 cộng với trừ 3 trên mẫu giữ nguyên, đúng không? Vậy thì 3 cộng với trừ 3 thì bằng 0, bởi vì đây là hai số nguyên đối thôi, 0/5, không chia cho bất kỳ số nào thì cũng bằng gì, bằng 0, được chưa? Rồi, phép tính thứ hai, 2/-3 cộng với 2/3. Vậy thì các em nhìn thấy ở đây, mẫu ở đây là mẫu âm, đây là mẫu dương. Vậy thì chúng ta sẽ nhân cái phân số thứ nhất này với gì, cả tử và mẫu với trừ 1, chúng ta sẽ được là -2/3 cộng với 2/2/3. Đó, bây giờ chúng ta mới sẽ tiến hành cộng hai phân số cùng mẫu, sẽ là -2 cộng 2/3. Vậy thì -2 cộng 2 thì bằng 0, 0/3 thì bằng 0. Được chưa? Đó. Vậy thì từ cái này chúng ta sẽ sang cái trang tiếp theo. Chúng ta sẽ nói điều gì đây? Như vậy thì qua cái kết quả này thì chúng ta nói -3/5. -3/5 là số đối của phân số 3/5, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta chú ý về phân số, nó cũng giống như số nguyên, nó cũng sẽ có số đối nha. Và cũng nói 3/5 là số đối của phân số -3/5. Và hai phân số 3/5 với lại -3/5 này nè, đây là hai phân số gì? Đối nhau. Đấy, tương tự như vậy thì hỏi chấm 2 chúng ta sẽ dựa vào cái nội dung này chúng ta hoàn thiện thôi. Hỏi chấm 2, các em hoàn thiện. Cũng vậy, ta nói phân số 2/3. 2/3 là gì? Là gì các em? Dựa đây thôi, là số đối, đúng không? Đó, đây là số đối của phân số -2/3. Đó, 2/-3 cũng sẽ là gì? Số đối của, đây chúng ta cũng lại ghi là gì? Là số đối của này, phân số, các em vào đây, các em phải ghi cho đầy đủ, của phân số nào các em? 2/-3, tức là nó là -2/3, thì sẽ số đối của phân số 2/3, được chưa? Và hai phân số 2/-3 và 2/3 là số đối, là hai số gì? Đối nhau. Đó, được chưa? Đấy, bài hỏi chấm 2 đơn giản vậy thôi. Rồi, vậy thì từ cái ví dụ đó, qua hai cái hỏi chấm, chúng ta có một cái định nghĩa kem ghi vào cuốn tập của mình. Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng gì? Bằng 0. Đó. Và hai cái phân số đối nhau thì tổng của chúng cũng sẽ bằng gì? Bằng 0. Đây, kem xem. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta sang phần số 2, là chúng ta sẽ tìm hiểu về phép trừ phân số. Thực ra thì trừ phân số ở tiểu học là các em đã học rồi. Tuy nhiên thì cái cách tính ở tiểu học của chúng ta nó khác một chút so với, hay nói cách khác là gì, nó đơn giản hơn so với ở lớp 6 này.
Thầy sẽ ghi lại nha, phép trừ phân số này. Phép trừ phân số thực ra ở tiểu học các em đã học, thầy chỉ nhắc lại cho các em thôi, bởi vì trong cái bài trước á, trong cái bài luyện tập của bài số mấy, của cái bài số 8, bài 8 là bài tập ở trang 29, bài 52 á, thì các em cũng đã làm rồi. Bài 52 trang 29 đó, thì các em đã có hai cái câu mà chúng ta làm trong cái bảng á. Thì ở tiểu học này, chúng ta sẽ có đối với phân số mà trừ hai phân số này, trừ hai phân số ở tiểu học thì các em sẽ có là trừ gì? Dạng thứ nhất là nếu hai phân số này cùng mẫu này, đúng không? Cùng mẫu thì chúng ta sẽ sử dụng cách là gì? Lấy tử phân số 1 trừ đi tử của phân số gì? Phân số 2, đúng không? Và mẫu chúng ta giữ gì? Giữ mẫu, đúng không? Đấy, vậy thì đây là cách của tiểu học, phải không nào? Đó, ví dụ như trong cái bài 52 trang 29 á, thì chúng ta có hai phân số là 7 phần 25 chẳng hạn, trừ đi 5 phần 25. Đó, vậy thì chúng ta chỉ việc lấy là gì? Tử phân số thứ nhất là 7, trừ đi tử phân số thứ hai là 5, trên mẫu là chúng ta giữ nguyên, thì nó sẽ bằng gì? 2 phần 25. Đó, vậy thì đây là cái cách của tiểu học, là đối với trường hợp 1 gọi là gì? Cùng mẫu. Và ở tiểu học ấy, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai của tiểu học chúng ta biết là trường hợp khác gì? Khác mẫu. Khác mẫu thì các em sẽ tiến hành là gì? Quy đồng. Quy đồng về gì? Về cùng mẫu, đúng không? Đây là lớp 4 chúng ta đã học nha. Quy đồng nó về cùng mẫu, sau đó chúng ta sẽ tiến hành theo cách 1. À, vậy thì đây là nội dung của cái tiểu học, thì thầy chỉ nhắc lại để các em nhớ. Và vì sao trong cái bài số 52 trang 29 chúng ta lại có hai cái phép tính như vậy, mặc dù chúng ta chưa học về vấn đề này đối với lớp 6, đúng không? Rồi, vậy thì theo ở đây thì chúng ta sẽ xem ở lớp 6 chúng ta có cái gì mới mẻ hơn không, có gì hay ho hơn không. Được chưa? Chúng ta sẽ tìm hiểu vào hỏi chấm 3 này. Họ yêu cầu mình tính và so sánh. Đó, chúng ta sẽ tính này. 1/3 trừ 2/9 với lại 1/3 cộng với trừ 2/9 thì chúng ta sẽ tính cái này trước nhé. Được chưa? Vậy thì ở đây rõ ràng muốn tính được cái này thì chúng ta lại phải áp dụng cái gì? Phải áp dụng cái gì đây? Áp dụng quy đồng, đúng không? Hai anh này sẽ có bội chung nhỏ nhất hay là mẫu số chung của 3 với lại 9 ở đây thì sẽ bằng gì? Bằng 9. Vậy thì đây sẽ là 3, đây sẽ là 1, đúng không? Vậy thì 3 nhân với 1 bằng 3 này, trừ này 1 nhân với 9, 1 nhân với 2 thì bằng 2, tất cả trên mẫu chung là 9, đúng không? Vậy thì 3 trừ 2 bằng 1/9, được chưa? Vậy thì phân số này chúng ta, cái biểu thức này chúng ta có kết quả bằng 1/9 nè. Biểu thức thứ hai này, 1/3 cộng với mở ngoặc trừ mấy? 2/9. Đó, vậy thì cái ngoặc này nó là cái ngoặc vuông thôi, thì chúng ta bỏ cái ngoặc ra thì chú ý về nguyên tắc chuyển dấu, đúng không? Thì đây sẽ bằng 1/3 này, đây là cộng, mà ở trong này là dấu trừ thì chúng ta bỏ ngoặc ra thì đây sẽ biến thành là trừ 2/9. Vậy thì nó lại giống như cái kia thôi, đúng không? Thì cũng lại sẽ bằng 3 trừ 2 trên 9 và cũng bằng 1/9. Vậy thì kết quả ở đây chúng ta thấy đây 1/9, đây cũng là 1/9. Thì các em sẽ kết luận điều gì? Họ yêu cầu mình so sánh thì chúng ta sẽ kết luận vậy. Vậy gì? 1/3 trừ 2/9 cũng sẽ bằng 1/3 cộng với trừ gì? 2/9, đúng không? Đấy, được chưa nào? Vậy thì xong cái hỏi chấm 3. Qua cái hỏi chấm 3 này chúng ta rút được ra một nguyên tắc này. Đây là cái mới so với tiểu học nhé. Kem ghi vào: muốn trừ một phân số cho một phân số
ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. Đấy. Vậy thì ở đây trừ này, A trên B cho C trên D này, thì người ta sẽ cộng số bị trừ ở đây. Số bị trừ đây là C trên D là số bị trừ đúng không? Đây là số gì? A trên B là số bị trừ này, C trên D này số trừ này. Vậy thì giờ chúng ta sẽ lấy số bị trừ, tức là A trên B cộng với số đối. Số đối của số gì? Số trừ. Số trừ đây là gì? C trên D. Vậy thì đối của C trên D sẽ là trừ C trên D. Đó, hiểu chưa? Đó, và các em có thể xem ở cái ví dụ này thôi. Ví dụ này cũng được này. Đó, được chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ sang hỏi chấm 4. Phần hỏi chấm 3 chúng ta đã thực hiện xong và chúng ta xem các cái ví dụ nha. Bây giờ chúng ta sang hỏi chấm 4 này. Họ yêu cầu mình tính. Ba phần năm trừ một phần gì? Một phần hai. Đó, vậy thì chúng ta chú ý ở đây áp dụng cái nguyên tắc mà chúng ta vừa được tiếp thu đó. Ba phần năm đây là số bị trừ, trừ một phần hai đây là số gì? Số trừ. Vậy thì giờ chúng ta sẽ cho nó thành số đối thôi. Vậy thì đây sẽ bằng này. Số bị trừ là ba phần năm, được chưa? Cộng với gì? Số đối của trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 số đối của nó thì sẽ lại là cộng 1 phần 2, tức là bằng 1 phần gì? 1 phần 2. Đến đây thì trở thành cộng 2 phân gì? 2 phân số. 2 phân số này không cùng mẫu thì kem lại phải tiến hành quy đồng. Vậy thì hai này giờ chúng ta phải làm nhẩm thôi. Hai này sẽ có mẫu số chung là 10. Đúng không? Thừa số phụ anh này sẽ là 2. Thừa số phụ anh này sẽ là 5. Chúng ta nhân lên thôi. 2 x 3 bằng 6 nè. 5 x với 1 bằng 5. Được chưa? Trung mẫu ở đây là mấy? Là 10. Được chưa? Vậy thì 6 cộng 5 bằng 11 phần 10. Đấy, các em hiểu chưa? Rất là đơn giản đúng không? Phép tính thứ hai, trừ 5 trên 7 trừ 1 phần 3. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta cũng áp dụng cái nguyên tắc, chúng ta sẽ lấy số bị trừ là trừ 5 trên 7 cộng với số đối của, đây là số thứ hai là 1 phần 3. Số đối của 1 phần 3 sẽ là số nào? Trừ 1 phần 3, đúng không? Đó, trừ 1 phần 3 thì các em lại phải đưa nó vào trong ngoặc. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây thì giờ chúng ta sẽ lại quy đồng mẫu số lên. Hai anh này sẽ có mẫu chung là 21, thì anh này sẽ là thừa số phụ là 7, A3, anh này thừa số phụ sẽ là 7. Vậy thì 3 nhân với 5 bằng 15, đây sẽ có dấu trừ là trừ 15. Được chưa? Cộng nào. 7 nhân với trừ 1 thì là trừ 7 trên mẫu chung là 21. Được chưa? Nợ 15, nợ thêm 7 nữa thì tổng nợ sẽ là 22 trên 21. Được chưa? Các em chưa hiểu thì các em có thể dừng cái video để các em xem nhá. Rồi, tiếp theo trừ 2 phần 5 trừ đi trừ 3 phần 4 này. Vậy các em thấy ở đây, các em thấy ở đây nè, số đối của trừ 3 phần 4 sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ không quan tâm gì đến cái số bị trừ là trừ 2 phần 5 này nữa. Cộng với số đối của trừ 3 phần 4 thì sẽ lại là bằng mấy? Bằng 3 phần gì? 3 phần 4. Được chưa? Hai này sẽ có mẫu chung bằng bao nhiêu đây? 20 đúng không? Thừa số phụ ở đây sẽ là 4, thừa số phụ ở đây sẽ là 5. Được chưa? Rồi, vậy thì 4 nhân với 2 bằng 8. Đây sẽ là trừ 8. Cộng với 5 x 3 bằng 10, 15 trên mẫu chung là 20. Bây giờ có 15 mà nợ 8 thì chúng ta sẽ còn 7 trên 2 gì? 20. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, trừ 5 trừ 1 phần 6. Trừ 5 nè, trừ 1 phần 6. Vậy thì để làm được cái bài này thì chúng ta sẽ thấy nè, đây nó là một số nguyên. Thì chúng ta biết tính chất của mọi số nguyên thì đều sẽ có mẫu
mẫu là mấy? Là 1. Vậy thì đây sẽ biến đổi thành trừ 5 phần 1 trừ đi 1 phần đi 1 phần 6. Đó, bây giờ các em biến đổi ra thôi. Vậy thì sẽ là trừ 5 phần 1 cộng với số đối của 1 phần 6 thì sẽ là trừ 1 phần 6. Được chưa? Đấy. Quan trọng là các em phải tìm được số đối nha. Em nào mà chưa nắm được số đối chúng ta phải xem lại. Vậy thì mẫu chung ở đây sẽ là mấy? Là 6. Ở đây thì thừa số phụ sẽ là 6 và đây thừa số phụ sẽ là 1. 6 nhân với 5 bằng 30. Vậy thì đây có dấu trừ sẽ là trừ 30. Cộng với 1 nhân với trừ 1. 1 nhân với trừ 1 thì bằng gì? Bằng trừ 1. Trên mẫu ở đây là 6. Được chưa? Vậy thì nợ 30 nợ thêm 1 nữa thì bằng nợ là 30. 31 trên 6. Được chưa? Đấy, rất là dễ hiểu đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những cái nội dung đó vào chúng ta chiến các cái bài tập thôi. Ta đến bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 58. Bài 58 nha. Thì yêu cầu tìm số đối của các số. Ôi, câu này thì chắc không cần phải nhắm mắt nhỉ. Không cần phải làm nữa, ai cũng làm được, chắc thầy khỏi làm câu này nha. Được không? Thôi cứ làm nha, không có nhiều em lại chưa biết được. Đây là cái nền tảng quan trọng để chúng ta mới thực hiện là trừ được này. Số đối của phân số 2 phần 3 sẽ là gì? Trừ 2 phần gì? 2 phần 3. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, số đối của trừ 7 sẽ là mấy? Sẽ là số 7 cộng 7 nhé, nhưng mà là 7 thôi, đúng không? Tiếp theo, số đối của trừ 3 phần 5. Trừ 3 phần 5, số đối của nó sẽ là 3 phần gì? 3 phần 5. Số đối của mấy? 4 trên trừ 7 nè. 4 trên trừ 7. Vậy thì thực chất 4 trên trừ 7 này nè, thì chúng ta sẽ đưa nhân cả tử và mẫu với trừ 1 thì nó sẽ là trừ 4 trên 7. Thì sẽ là mấy? Sẽ là 4 trên 7 nhá. Hãy chú ý chỗ này, những cái phân số kiểu này là dạng mà chúng ta cần phải chú ý, bởi vì các em rất bị hay sai và có thể trong quá trình làm bị mất điểm ở đây này. Được chưa? Rồi, số đối của 6 trên 11 quá dễ rồi, sẽ là trừ 6 phần 11. Số đối của 0 thì là số mấy các em? Số 0 là số nguyên đặc biệt, đúng không? Nó sẽ là 0. Rồi, số đối của 112, đây là số nguyên rồi. 112 thì số đối của nó sẽ là trừ 112. Rồi, dễ hơn ăn tương, đúng không? Rồi, sang bài số 59. Ta sẽ làm bài yêu cầu mình tính nè. Bài 59 câu A. 1/8. 1/8 trừ 1 phần gì? 1/2. Vậy các em áp dụng nguyên tắc là nguyên tắc thôi. Vậy thì đây sẽ bằng mấy? 1/8 là số bị trừ cộng với số đối của 1/2. Số đối của 1/2 thì là gì? Trừ 1 phần gì? 1/2. Đúng không? Đấy. Vậy thì giờ các em sẽ phải quy đồng hai cái anh này sẽ có mẫu số chung là bao nhiêu? 8. Thừa số phụ đây là 1, thừa số phụ đây là 4 nè. Đó, bước này giờ các em phải làm cho nó tốt nha, thì đó chứ không làm 3 bước được nữa. Được chưa? Đó, quy đồng không giờ không làm 3 bước nữa nha, mà phải làm nhẩm luôn ngay thừa số phụ đây. 1 nhân lên đây là 1 cộng với nè. Đây thừa số phụ là 4 nè, 4 nhân với trừ 1. 4 này nhân với trừ 1 thì sẽ là trừ gì? Trừ 4 nè. Trên mẫu chung đây là 8 này. Có 1 nợ 4 thì chúng ta còn nợ mấy? Nợ 3 là trừ 3 phần 8. Đấy, chú ý nguyên tắc nợ trả nha. Rồi, câu B. Trừ 11. Trừ 11 trên 12 này. Trừ cho trừ 1. Đấy, trừ cho trừ 1 này. Đó, vậy thì thực chất trừ 1 đây là số nguyên. Thì mọi số nguyên đều có mẫu là mấy các em? Là 1. Vậy thì đây sẽ là trừ 1 trên 12. Trừ đi
trừ 1 trên gì? Trên 1. Được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ sẽ bằng này, trừ 11 trên 12 cộng với số đối của trừ 1 trên 1. Số đối của trừ 1 trên 1 tức là nó sẽ là 1 trên gì? Trên 1. Đến đây thì ai biết rồi đúng không? Cái này có cần quy đồng nữa không? Không cần phải quy đồng làm gì nữa nhá. 1 trên 1 thì bằng 1 rồi. Được chưa? Đấy, vậy thì theo nguyên tắc thì đến đây ai cũng biết tính ra rồi, nhưng mà các em thích quy đồng thì chúng ta sẽ quy đồng thôi. Thực ra đây kết quả sẽ bằng bao nhiêu? 1/12 rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà các em thích quy đồng thì chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu chung. Đây là 12, đây sẽ là 1, đây sẽ là 10, 12. Vậy thì sẽ bằng là trừ 11 này, cộng này, 12 nhân 1 sẽ là 10, 12 trên mẫu chung ở đây là 10, 12. Vậy thì có 12 mà nợ 11 thì chúng ta sẽ còn 1 và mẫu sẽ là 10, 12, được chưa? Đấy. Rồi câu C. 3/5. 3/5 mà trừ 5/6. Đó. Vậy thì chúng ta cũng sẽ áp dụng quy tắc cộng với số đối của số trừ. 5/6 số đối của nó sẽ là trừ 5/6. Rồi giờ hai anh này sẽ có mẫu số chung là bao nhiêu? 30 đúng không? 30 thì đây thừa số phụ là 6, đây thừa số phụ sẽ là 5. Các em nhân lên. 6 x 3 bằng 10, 18. Cộng với này, 5 x 5 bằng 25, đây có dấu trừ thì sẽ là trừ 20, 25 trên mẫu chung là 3, 30. Có 18 mà nợ 25 thì chúng ta sẽ còn nợ gì? Nợ 7 trên 3, 30. Được chưa? Đó, xong nhá. Đến câu D này. Trừ 1/16 trừ 1/10, 15. Đấy. Vậy thì cũng áp dụng thôi, không có gì cả. Trừ 1/16 này cộng với số đối của 1/15 tức là cộng với trừ 1/10, 15. Được chưa? Đấy. Vậy thì đây sẽ bằng mẫu chung của số nào mà vừa chia hết cho 15 vừa chia hết cho 16. Chỉ có số bao nhiêu? 240. Tức là chúng ta sẽ nhân chéo nó lên. Vậy thì đây thừa số phụ là 15. Thừa số phụ đây sẽ là 10, 16. 15 nhân với 1 là 15. Đây sẽ là trừ 10, 15. Cộng với 16 nhân với 1 là 16. Đây là trừ, trừ 16. Được chưa? Trên 240. Nợ 15 nợ thêm bao nhiêu? Nợ thêm 16 nữa. Vậy thì tổng nợ sẽ là 331 trên 240. Đấy. Được chưa? Rồi. Câu E này. Nó thầy làm rất là chậm rãi các bước. Và chúng ta chú ý là cái quy đồng bây giờ chúng ta không thực hiện cái quy đồng 3 bước ở đây nữa. Chúng ta phải làm tắt nha. Nó trong cái bài mà quy đồng thầy đã hướng dẫn chúng ta cả cách 3 bước lẫn cách mà làm tắt rồi. Thì các em có thể xem lại trong cái video đó. Rồi. Ở đây chúng ta cũng sẽ áp dụng nguyên tắc 11 trên 36 cộng với số đối của trừ 7/24 chính là 7 gì? 7/24 thôi. Vậy hai anh này sẽ có mẫu chung là bao nhiêu? Mẫu chung ở đây sẽ là 72. 72 chia cho 36 sẽ được gì? 2. Thừa số phụ đây là 2. Đây sẽ là mấy? Là 3 này. Được chưa? Các em nhân lên thôi. 2 nhân với 11 là 22 cộng với này, 3 nhân với 7 là 20, 21 trên 70, 72. Được chưa? Vậy thì 21 cộng với 22 thì sẽ bằng 40, 43 trên 72. Rồi. Câu G này. Nhiều thế nhỉ? Trừ 5/9 trừ đi trừ 5/10, 12 thì chúng ta cứ áp dụng cái nguyên tắc mà đã làm từ đầu tới giờ thôi. Cộng với số đối của 5/12, số đối của trừ 5/12 chính là 5/10
12. Vậy thì mẫu chung ở đây sẽ là số mấy đây? 36 đúng không? 36 chia cho 9 thừa số phụ đây là 4. 36 chia cho 12 thừa số phụ đây sẽ là 3. Được chưa? Bằng này. 4, 5, 20. Đây có dấu trừ sẽ là trừ 20. Cộng với 5 x 3 bằng 10. 15 trên bao nhiêu? 30. 36. Có 15 mà nợ tới 20 thì chúng ta còn nợ gì? Nợ 5. Vậy thì kết quả sẽ là trừ 5 trên 30, 36. Xong. Rồi đến bài số 60. Rồi sang đây đi nhé. Sang đây thì chúng ta không có hết giấy này. Rồi bài 60 này. Câu A thì yêu cầu mình là tìm x này. Câu A này. X trừ 3 phần 4 bằng 1/2. Đó, vậy thì để giải được cái này thì chúng ta sẽ chuyển hết sang đây. Được chưa? Chuyển cái 3/4 này sang đây này. Vậy thì đây x sẽ bằng này. 1/2 này. Chúng ta giữ ở bên vế bên này. Đây là trừ 3/4, chuyển sang đây thì sẽ là cộng gì? Cộng 3/4 thôi. Đó, quá đơn giản rồi, đúng không? Đấy. Vậy thì ra chỉ việc cộng vào thôi. Mẫu chung của hai anh này sẽ là mấy? Là 4. Thừa số phụ đây sẽ là 2. Thừa số phụ đây sẽ là 1. 2 x 1 bằng 2. 1 x 3 bằng 3. Trên 4. Được chưa? Vậy thì x đây sẽ bằng 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 5. Phần 5/4. Được chưa? Vậy x chúng ta tìm được sẽ bằng 5/4. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, ta lấy cái thước để khoảng đây. Rồi, chúng ta sang câu B. Kẻ đây cho tiết kiệm giấy tí nhé. Rồi, câu B này. Câu B của chúng ta này. Trừ 5/6. Đó, nhà thầy thì có rất là nhiều những âm thanh đúng không? Chó cắn, mèo kêu, người hát thò. Đó, người đi buôn đi bán đánh bao đấy các em. 7/12 cộng với trừ 1/3. Đó, vậy thì để giải được cái này chúng ta vẫn cứ giữ nguyên ở bên này. Ta sẽ tiến hành quy đồng hai cái này trước đã đi. Được chưa? Hai cái này chúng ta tiến hành trước này. Trừ 5/6 ta giữ nguyên này. Trừ x này cũng giữ nguyên này. Bằng này. Hai anh này bây giờ chúng ta quy đồng mẫu chung đây bằng bao nhiêu? 12. Thừa số phụ đây sẽ là 1. Thừa số phụ đây là gì? Là 4. Đúng không? Vậy thì đây sẽ là 7. Cộng với 4 nhân với 1 bằng 4. Vậy thì đây sẽ là trừ 4. Trên mẫu chung đây là 10. 12. Được chưa? Trừ 5/6. Trừ x vẫn giữ nguyên bên đó. Có 7 nợ 4. Thì đây sẽ còn là 3/10. 12. Được chưa? Rồi, bây giờ mới chuyển vế sang đây. Chuyển vế sang đây, x chúng ta vẫn cứ kệ nó nha. X chúng ta vẫn cứ để ở đây. Được chưa? X chúng ta vẫn cứ để nó sang đây, nhưng mà chúng ta chuyển cái x này sang đây để cho nó thành số gì? Số dương này, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa trừ 5/6 giữ nguyên này. Trừ 5/6 ở vế bên này ta giữ nguyên này. 3/12 bên này chúng ta chuyển sang đây thì sẽ thành trừ gì? Chú ý cái này nha, không có nhiều em không nắm được. Trừ 3/12. Đây là đằng trước nó là dương thì chuyển sang đây phải là gì? Trừ bằng này. X ở đây là trừ thì chuyển sang đây sẽ là x thôi. Được chưa? Đấy, cả nó. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là tiến hành trừ hai cái phân số này thôi. Vậy thì đây thì đến đây đã biết làm chưa? Đây là áp dụng nguyên tắc đổi số thôi. Trừ 5/6 cộng với số đối của 3/12 là trừ 3, đúng không? Phần 10, 12 bằng x giữ nguyên. Hai anh này có mẫu chung là 12 thì thừa số phụ đây là 1, đây sẽ là 2. Nhân lên 2 nhân với 5 thì bằng trừ 10. 1 nhân với 3 thì là trừ 3, đúng không? Đấy.
Được chưa? Trên mẫu chung đây là 10, 12 bằng bằng x này. Được chưa? Đó. Vậy thì đây sẽ là 10. Nợ 10 nợ thêm 3 nữa là tổng nợ là 10. 13 trên 10. 12 bằng bằng x. Được chưa? Vậy thì x sẽ bằng trừ 13 phần 10. 12. Đó, dễ như ăn cám đúng không? Được chưa? Xong bài 60 nhá. Sang bài 61 nè. Hết giấy rồi, sang một cái tờ giấy khác đây. Đây, không còn. Trong hai cái câu sau đây có một câu đúng, một câu sai. Đó. Câu thứ nhất này, tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu. Đó, câu này có đúng không? Này, câu thứ nhất này. Câu 1 họ phát biểu này. Thầy ghi là câu 1 đúng không? Tử. Tử thì bằng gì? Đây tử này, đây là mẫu này. Đúng không? Đấy. Phân biệt nó ra nha. Phát biểu tử thì bằng tổng các tử, tức là tử thì bằng tử cộng với tử. Và mẫu ở đây thì bằng gì? Tổng các mẫu, tức là mẫu đây thì lại bằng mẫu cộng gì? Mẫu cộng mẫu. Vậy thì em thấy câu này đúng hay sai? Câu này thì không thể nào mà đúng được, do vậy câu này là gì? Kết luận là sai. Đúng chưa? Câu thứ hai này. Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử. Đấy. Vậy thì câu 2 này. Tử với lại mẫu này thì người ta lại làm như thế nào? Tức là sẽ bằng tử cộng với tử trên gì? Mẫu giữ nguyên. Vậy thì cái này rõ ràng đây là câu gì? Câu đúng. Đúng không? Vậy thì chúng ta đã làm xong câu A rồi đấy. Câu nào là câu đúng? Vậy thì chúng ta sẽ khẳng định câu A. Câu thứ hai là gì? Câu đúng. Được chưa? Xong nhá, rồi đến câu B. Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lại phát biểu theo hiệu, chứ không phải phát biểu theo tổng nữa. Vậy thì chúng ta dựa vào đây thôi. Dựa vào đây chúng ta sẽ phát biểu này. Vậy thì cái lời phát biểu chúng ta ở đây sẽ là gì? Thay tổng bằng hiệu thôi. Hiệu của đây là giống như của tiểu học rồi đó, cộng hai phân số cùng mẫu đó. Hiệu của hai phân số cùng gì? Cùng mẫu là một phân số. Đó, đây chính là gì? Tiểu học cộng hai phân số cùng mẫu đó là một phân số có cùng mẫu số. Có cùng mẫu số đó và có tử thì bằng gì? Ở đây tổng thì mình thay bằng gì? Bằng hiệu các tử. Đó. Tức là tử của phân số thứ nhất trừ tử phân số thứ hai. Đó. Được chưa? Chỉ khác đi một tí thôi, phát biểu nó nâng cao lên một tí thôi, gọi là cấp trung học cơ sở đúng không? Rồi, sang bài số 62. Một cái khu đất hình chữ nhật. Bài 62 nè. Một cái khu đất hình chữ nhật có chiều dài. Đây, chúng ta chú ý đây là hình chữ nhật này. Đây liên quan tới công thức nha. Hình chữ nhật này, khu đất này có chiều dài. Chiều dài bằng bao nhiêu? 3/4 km. Chiều rộng bằng 5/8 km. Rồi, họ hỏi câu A. Tính nửa chu vi của khu đất bằng km. À, vậy thì chúng ta trả lời luôn được không? Câu A, vậy thì nửa chu vi. Vậy thì chu vi của hình chữ nhật thì bằng
dài cộng rộng nhân 2 đúng không? Vậy thì nửa chu vi thì chỉ bằng chiều dài cộng với chiều gì? Chiều rộng thôi. Quá đơn giản rồi. Công thức rồi chúng ta học ở lớp 5 rồi đúng không? Nửa chu vi của khu đất là trả lời rất là đầy đủ nha. Sẽ bằng chiều dài 3/4 cộng với chiều rộng là mấy? 5/8. Vậy thì đây là cộng 2 phân số thì các em quy đồng thôi. Hai thằng này sẽ có mẫu chung là mấy? Là 8. Thì thừa số phụ đây là 2, đây sẽ là 1. Được chưa? 2 x 3 bằng 6. Đúng không? 1 x 5 bằng 5. 6 cộng 5 trên mấy? Trên 8 này. Được chưa? 6 cộng 5 thì bằng 11 trên 8. Và người ta yêu cầu đây là mấy? Km. Được chưa? Xong. Rồi, ta tính câu B này. Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu km? Đó, câu B. Ta hỏi chiều dài hơn chiều rộng. Muốn biết nó hơn thì lấy chiều rộng trừ đi gì chiều dài. Vậy trả lời luôn. Chiều dài hơn chiều rộng là đó, hoặc em nào mà muốn thận trọng hơn thì số km chiều dài hơn chiều rộng là đó, phải như vậy thì thầy cô sẽ là gì, phục ngay, lấy chiều dài là 5/8, chiều dài là 3/4, sẽ là 3/4 trừ cho 5/8 trừ đi chiều rộng, đúng không? Đấy, vậy thì đây các em lại áp dụng cái nguyên tắc của trừ hai phân số, sẽ là 3/4 cộng với số đối của 5/8 là trừ 5/8. Hai thằng này có mẫu chung là 8, thì thừa số phụ đây là 1, thừa số phụ đây sẽ là 2. Đó, các em nhân lên. 2 nhân với 3 thì bằng 6, 1 nhân với 5 thì bằng 5, 6 cộng với trừ gì? Trừ 5 trên mấy? Trên 8. Có 6 mà nợ 5 thì chúng ta còn gì? Còn 1. Vậy thì đây sẽ bằng 1/8 gì? Km. Được chưa? Đấy. Vậy thì em nào cẩn thận hơn thì đáp số cho nó hoành tráng, đúng không? Và nếu có thời gian, đáp số cậu A bao nhiêu? 11/8 km. Được chưa? Cậu B mấy? 1/8 km. Được chưa? Đó, rất là ngon lành cành đào. Xong nhá. Như vậy thì đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 9. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học ở trong lớp nha. Rồi, tạm biệt các em.